Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Trung Quốc và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác vì sự phát triển và lợi ích chung. Đây là thông báo được đưa ra hôm qua sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Malaysia Mohammed bin Hadi Hassan đang ở thăm Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ con đường phát triển của Malaysia, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy trao đổi cấp cao và hợp tác cùng phát triển, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Theo ông Vương Nghị, năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia. Bắc Kinh luôn coi việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Malaysia cùng chia sẻ tương lai, làm kim chỉ nam cho thúc đẩy phát triển quan hệ song phương. Về phần mình, Ngoại trưởng Mohammed bin Hadi Hassan cho biết, Malaysia sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong chuyển đổi năng lượng, kinh tế, kỹ thuật số, nông nghiệp và du lịch nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Hôm qua, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã từ chức và ngay sau đó hội đồng chuyển tiếp với nhiệm vụ bầu chọn một thủ tướng mới đã nhậm chức. Hội đồng chuyển tiếp gồm có 9 thành viên, trong đó 7 thành viên có quyền bỏ phiếu. Hội đồng đã bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời Michel Patrick Boisvert thay thế Thủ tướng Ariel Henry đã từ chức. Hội đồng cũng sẽ thiết lập kế hoạch hoạt động của nội các mới và chỉ định Ủy ban bầu cử, Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong thư ngỏ đăng tải trên mạng xã hội, ông Ariel Henry cho biết chính phủ của ông đã phục vụ đất nước trong thời kỳ khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert tạm thời sẽ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng. Thủ tướng Henry được bổ nhiệm vài ngày trước khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát ngày 7 tháng 7 năm 2021. Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry chuyển giao quyền lực cho quan chức được bầu trước ngày 7 tháng 2 năm 2024. Hôm qua, Mỹ đã thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể mà Washington cho rằng đã tham gia hỗ trợ và hậu thuẫn tài chính cho các hoạt động bán thiết bị bay không người lái cho quân đội Iran. Danh sách trừng phạt mới gồm 15 thực thể, 8 cá nhân và 5 tàu thuyền. Hãng hàng không Bauja Air của Iran và công ty Sahara Tudor có trụ sở ở Tehran nằm trong danh sách. Hồi tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 16 cá nhân và 2 thực thể liên quan đến chương trình thiết bị bay không người lái của Iran, trong khi Liên minh châu Âu-EU cũng nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran. Mỹ và các nước châu Âu có động thái trên sau khi Iran phóng nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Israel đêm 13 tháng 4, nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào tòa lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria mà Tehran cho rằng do Israel thực hiện. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc thử nghiệm đạn pháo mới cho bệ phóng tên lửa đa nòng, qua đó khẳng định hệ thống vũ khí này sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc củng cố lực lượng pháo binh của quân đội Triều Tiên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm qua đã giám sát vụ thử nghiệm đạn pháo cỡ nòng 240 ly dùng cho bệ phóng tên lửa đa nòng được sản xuất tại một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng mới thành lập thuộc Ủy ban Kinh tế thứ hai của nước này. Ông Kim Jong-un khẳng định hệ thống phóng tên lửa công nghệ mới sẽ mang lại một sự thay đổi chiến lược trong việc củng cố lực lượng pháo binh của quân đội Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp nhà nước này cần thực hiện chắc chắn kế hoạch sản xuất đạn dược trong năm nay một cách có chất lượng. Trước đó, hôm 23 tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng lần đầu chỉ đạo cuộc tập trận chiến thuật quy mô phản công hạt nhân với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tên lửa đa nòng siêu lớn 600 ly. Thưa quý vị, một cơ sở sản xuất tiền giả lớn nhất châu Âu chuyên làm giả đồng 2 euro mới đây đã bị triệt phá tại Tây Ban Nha. Cảnh sát cho biết cơ sở bị triệt phá đặt tại một nhà kho gần thành phố Toledo là cơ sở làm giả đồng 2 euro lớn nhất châu Âu và thuộc một đường dây làm tiền giả tinh vi hạng nhất. Những kẻ tội phạm không đặt máy móc cố định tại một địa điểm, chúng làm giả tiền, sau đó dừng hoạt động một thời gian, rồi khi làm việc trở lại, chúng đưa máy móc tới một địa điểm khác. Vì thế, có những cơ sở khác nhau tại Barcelona, Madrid hay Fuenlabrada. Cảnh sát đã thu giữ gần 400.000 đồng xu 2 euro giả trên khắp châu Âu trong chiến dịch lần này, trong đó có 100.000 đồng xu thu giữ tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu lượng tiền giả đang được lưu hành. Cảnh sát cũng bắt giữ 10 đối tượng quốc tịch Trung Quốc trong quá trình điều tra. Theo các số liệu vừa công bố ngày 25 tháng 4, trong quý 1 vừa qua, kết quả kinh doanh của Google đã tăng 15% so với năm ngoái, trong khi Microsoft cũng đạt doanh thu vượt mong đợi.
Alphabet, công ty mẹ của Google, báo cáo doanh thu quý 1 của hãng là 80,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó lợi nhuận là 23,7 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 15,05 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu nhờ tăng trưởng trong mảng điện toán đám mây, hoạt động của YouTube và quảng cáo tìm kiếm trực tuyến. Lãnh đạo Google cho biết AI đã giúp thúc đẩy kinh doanh của hãng công nghiệp hàng đầu tại thung lũng Silicon và Google cũng đang phát triển công cụ AI Gemini một cách thuận lợi. Google cũng lần đầu tiên có báo cáo lợi tức 20 cent trên một cổ phiếu. Trong khi đó, Microsoft cho biết doanh thu của hãng trong quý 1 đã tăng 17% so với năm trước, lên 61,9 tỷ đô la Mỹ, với lợi nhuận ròng tăng 20% lên 21,9 tỷ đô la Mỹ. Việc đẩy mạnh ứng dụng AI đã thúc đẩy doanh số bán các dịch vụ đám mây quan trọng của hãng. Sau khi các kết quả kinh doanh này được công bố, giá cổ phiếu của Alphabet và Microsoft đã tăng lần lượt là hơn 11% và 4% trong các giao dịch sau giờ đóng cửa. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định nền kinh tế nước này vẫn có thể tăng trưởng ở mức cao hơn, bất chấp những số liệu vừa công bố cho thấy tăng trưởng trong quý 1 vừa qua đang ở mức chậm nhất trong gần 2 năm. Bộ trưởng Tài chính Yellen cho rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ trong quý 1 năm nay có thể được điều chỉnh cao hơn sau khi bổ sung thêm dữ liệu và lạm phát sẽ giảm xuống mức bình thường hơn. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ cùng ngày công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 2 năm do nhập khẩu tăng vọt để đáp ứng chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ khiến gia tăng thâm hụt thương mại. Cụ thể, GDP của Mỹ tăng trưởng với tốc độ 1,6% trong quý 1 vừa qua, thấp hơn mức 2,4% mà các chuyên gia kinh tế dự báo trước đó và chưa bằng một nửa tốc độ tăng trưởng GDP của quý 4 năm ngoái. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, Venice trở thành điểm du lịch đầu tiên trên thế giới tính phí du khách trong nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực cho thành phố du lịch nổi tiếng này của Ý vào mùa cao điểm. Kể từ ngày 24 tháng 4, du khách tham quan Venice trong ngày sẽ phải mua vé với giá 5 euro để đi vào thành phố. Để có thể tới những địa điểm quan trọng trong khu di sản thế giới được UNESCO công nhận, cụ thể những người đã đặt phòng khách sạn và du khách dưới 14 tuổi sẽ không cần trả phí vào thành phố, nhưng cần đặt trước. Cư dân thành phố, học sinh và người lao động được miễn phí. Trong giai đoạn thử nghiệm, du khách sẽ cần mua vé nếu đến thành phố trong 29 ngày đông nhất trong khung giờ từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút hàng ngày. Vé sẽ được phát hành dưới dạng mã QR từ một trang web. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thí điểm này hiện chưa thực sự công bằng. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore vừa thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam do các sản phẩm này có chứa trứng, một thành phần dễ gây dị ứng cho người sử dụng, nhưng không được ghi chú trên nhãn mác của sản phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore SFA cho biết đã phát hiện có trứng trong thành phần của sản phẩm nem cuốn hải sản Lee Chun 750g, dim sum tôm BB Ghost Mandu 350g và mini mandu. Các sản phẩm này được bày bán trên thị trường Singapore, nhưng nhãn mác không ghi rõ có trứng trong thành phần của sản phẩm. Hiện hai công ty nhập khẩu là Lee Chun Food Products và CGSE Asia đang phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm trên tại thị trường Singapore. Vụ việc này được thông báo trên website chính thức của SFA, có kèm theo hình ảnh mô tả xuất xứ của các sản phẩm trên là từ Việt Nam. Theo ông Cao Xuân Thắng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Singapore, việc sản phẩm bị thu hồi do không cung cấp đủ thông tin về sản phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng Singapore, nhất là đối với các sản phẩm được nhập khẩu từ công ty bị thu hồi sản phẩm và nhà cung cấp nói chung. Cụ thể ở đây là sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam. Bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.